Mến chào quý bà con và các bạn nha. Hôm nay mình lại tiếp tục đến nhà vườn của Như Ý giao lưu hoa giấy ghép thành phẩm nhiều màu nha bà con, rất là đẹp luôn. Mời bà con và các bạn mình cùng Như Ý rất là quen thuộc để chi tiết và giao lưu luôn ạ. Em chào Ý. Em chào anh Liêm, chào cô chú anh chị đang theo dõi clip của em. Thì hôm nay mình tiếp tục giao lưu với cô chú anh chị mình những mặt hàng hoa giấy đang bông, hay như là trắng tiết, tím tiết, các dòng lửa như cam lửa, đỏ lửa, tím bướm, tím pháp. Thì địa chỉ dành em ở Tân Khánh Trung, Lấp Vò, Đồng Tháp. Số điện thoại cũng như là Zalo của em là 0707 069 329. Thì không làm mất thời gian của mình, em lên mã số 1 là một cây ghép hai màu là trắng tiết và tím tiết ha cô chú anh chị. Phơm tàn này rất là dày luôn, mã số 1. Cây đang hoa rực rỡ. Dạ. Chiều cao của cây này là 1m, tán ngang cây là 50. Quần em đo là quần 9, mã số 1 ha cô chú anh chị. Trắng tiết, tím tiết, tàn này rất là đẹp luôn. Em Zalo mã 1 là 250.000. Thì đơn hàng 150 cho lên 3 ship mình toàn quốc, mã số 1 250.000. Quá trời, cái phơm tàn đẹp rồi. Giá cả lại rất là mềm dễ chơi nha bà con. Tiếp theo em lên mình mã số 2 là cây cam lửa và đỏ lửa, đang hoa luôn hết cô chú anh chị. Hai mặt. Chiều cao cây là 1m1, tán ngang là 50. Quần em đo quần 10. Mã số 2 cam lửa đỏ lửa này em Zalo với cô chú anh chị mình với cái mức giá của nó là 250.000 cho mã số 2. Cây được hai màu nha bà con. Dạ. Cam lửa đỏ lửa. Rồi. Nhà vườn bao ship đơn hàng 150 trở lên. Dạ. Mã số 3 là một cây tím bướm và một ghép với đỏ lửa thì đang lên hoa hết luôn nha cô chú anh chị. Đỏ lửa. Ở đây nữa. Dạ, đây là hồng gân nha cô chú anh chị, là hồng gân được 3 màu mà hồng gân chưa có lên bông. Tím bướm búp hết nha cô chú anh chị. Mã số 3. Chiều cao cây là 63. Tán ngang là 40. Hoành là hoành 10. Mã số 3 cam lửa, một mã số 3 là đỏ lửa, tím bướm và hồng gân Zalo của chú anh chị mình là 160.000. 160 ha, cây nhỏ gọn đế ruộng đẹp nha bà con. Đây. Dạ. Đế ruộng. Thì cây này vừa đủ đơn hẹn bao ship cho mình đến tận nhà nha cô chú anh chị. Tiếp theo là mã 4 là một cây đỏ lửa. Chiều cao của cây này là 60. Tán ngang là 40. Hoành em đo hoành 13. Chỗ này nó bị chóc da nha cô chú anh chị, em để sale cái này luôn ha, giảm giá luôn là 100.000 của cô chú anh chị mình lấy thêm ha cô chú anh chị, để đơn hàng mình bao ship chứ 100.000 không bao ship ha. Mã số 4 100.000. Bà con mình có thể gộp đơn. Dạ đúng rồi, gộp đơn bao ship cho mình ha. Rồi. Cái này 100.000 cũng cũ, nó vẫn bự, nó vẫn tốt bình thường, tại nó chỗ này nó bị chày chóc da ha cô chú anh chị. Mã số 4. Tiếp theo em lên mình mã số 5 là một cây tím bướm. Tím bướm rộ hoa. Chiều cao cây là 75, tán ngang là 50. Hoành em đó là hoành 8. Mã số 5 tím bướm Zalo của chú anh chị mình là 150.000. 150. Dạ đơn hàng vừa đủ em bao ship cho mình luôn nha quý anh chị. 150.000. Cây nào mà nó có bị hư rễ bà con mình tưới ridomin trồng xuống đất là sẽ dạ tốt lại liền. Mã số 6 là một cây tím bướm đang phun hoa luôn. Chiều cao cây là 63, tán ngang là 35. Hoành em đo là hoành 14. Tủ cũng rất là đẹp luôn, mã số 6 này em Zalo là 170.000. Mini quái ha. Dạ. Ghép cái đầu rễ. 170.000 cho mã số 6. Dạ. Bo mà phơm tròn. Mã số 6, tiếp theo em lên mình mã số 7 là một cây trắng tiết ghép với red bia. Hai màu. Chiều cao là 90. Tán ngang là 40. Hoành là hoành 12. Sổ đế là 30. Mã số 7 trắng tiết, bên đây là red pizza, mà red pizza chưa lên hoa hay không gì. Mã số 7 em Zalo với cô chú anh chị mình là 200.000 cho mã số 7. Cây chân dài. Dạ chân dài luôn nha quý chị. Được hai bo, được mỗi bo là mỗi màu. Tiếp theo em lên mình mã số 8 là một cây tím bướm. Chiều cao cây là 66, tán ngang là 60. Hoành là hoành 9. Mã số mã số 8 ha cô chú anh chị, em Zalo của chú anh chị mình là 150.000 cho cái tím bướm này. Giờ mình lấy bo ghép được luôn nha cô chú anh chị. Mã số 8 150.000. Cây mini bông quá chừng luôn. Dạ. Rất là đẹp. Mua 150 về chơi hoài luôn nha bà con. Dạ. Tiếp theo lên mình mã số 9 là một cây cam lửa. Chiều cao cây là 90. Tán ngang là 50. Hoành là hoành 10. Mã số 9 cây cam lửa này em Zalo của chú anh chị mình là 160.000 cho mã số 9 một cây cam lửa. 160.000. Cây một cốt đang nụ. Dạ. Tiếp theo em lên mình mã số 10 là một cây đỏ lửa nha cô chú anh chị. Chiều cao cây là 75, tán ngang là 60, hoành là hoành 11. Mã số 10 đỏ lửa này em Zalo của cô chú anh chị mình với cái mức giá của nó là
180.000 cho mã số 10. Cây đang nụ rộ hoa luôn ha. Dạ, mã số 10, đỏ lửa. Rồi. Tiếp theo em lên cho mình mã số 11. Là một cây ba màu nữa ha cô chú anh chị, là tím bướm, đỏ lửa và hồng gân. Tím bướm, đỏ lửa, hồng gân. Dạ, mã số 10. Chiều cao cây là 80. Tế ngang là 50. Hoành là hoành 10. Mã số 10 này em Zalo cô chú anh chị mình là 170.000. Tiếp theo em lên cho cô chú anh chị mình mã 11. Là một cây cẩm thạch tím siêu hoa. Form tròn bonsai. Chiều cao cây là 55, tới ngang cây là 30. Hoành là hoành 13. Mã số 11 này em Zalo là 200.000 cho cây mini hả gì? Mà tím siêu hoa. 200.000 cho mã 11. Tiếp theo em lên mình mã 12 là một cây tím pháp ha cô chú anh chị. Tím pháp chân dài. Mã 12. Chiều cao cây là 90, tán ngang là 60, hoành là hoành 15. Mã số 12 tiếng Pháp Zalo của chú anh chị mình với cái mức giá của nó là 270.000. Cây gỗ hoa luôn nha của chú anh chị. Tiếp theo em lên mình mã số 13 là một cây cẩm thạch tím siêu hoa. Chiều cao cây là 75, tán ngang cây là 60, hoành là hoành 10. Mã số 13 này em Zalo của cô chú anh chị mình với cái mức giá của nó là 130.000. 130. Dạ, cho mã số 13. Bà con mình có thể ghép đơn hàng để được 150 sẽ bao ship ha bà con. Từ 150 trở lên nhà vườn bao ship tới nhà. Tiếp theo em lên mình mã 14 là một cây cẩm thạch mini hay không chị? Mã 14. Gờ mà cẩm thạch hồng, cẩm thạch tím tiết là 3 màu. 4 luôn. Dạ, Sakura Blaikan là 3, với là cẩm thạch trắng nữa là 4. Mã 14. Chiều cao cây là 53, tán ngang cây là 35, hoặc là hoành 11. Mã số 14 này em Zalo của chú anh chị mình là 160 ha. Cẩm thạch 4 màu. Cây nhỏ gọn là 4 màu cẩm thạch luôn bà con ơi. Dạ. Rất là đẹp. Sưu tầm. Mã 15 là tím bướm nè ha cô chú anh chị. Chiều cao là 55, tán ngang 50, hoành 8. Mã 15 tím bướm Zalo là 150.000. Cho mã số 15. Tím bướm. Tiếp theo em lên mình mã 16 là một cây chiều tím ghép với đỏ lửa heo cô chú anh chị. Cây lên hoa rất đẹp luôn, mã 16. Chiều cao cây là 90, tán ngang cây là 50. Hoành em đo là hoành 22. Mã 16 này chiều tím ghép với đỏ lửa em Zalo là 200.000 cho mã số 16. Cây này cũng đế to nha bà con. Đây. Dạ. Lắc lượng ở bên này. Bông rất là đẹp luôn heo cô chú anh chị, hai màu. Mã 16. Tiếp theo em lên mình mã 17 là một cây tím bướm. Chiều cao cây là 66, tán ngang cây là 40, hoành là hoành 8. Mã 17 không có gì. Em Zalo của cô chú anh chị mình với cái mức giá là 150.000. 150. Dạ, cho mã 17. Tiếp theo mã 18 là kép hồng không có chú anh chị. Mã 18. Rất là đẹp luôn. Chiều cao cây là 95, tán ngang 40, hoành 10. Mã 18 em Zalo là 160.000. Kép hồng. Nhà có cái này giống như một loại luôn nha. Dạ đúng rồi. Giờ mình lấy bo luôn không chị, rất là đẹp luôn. Mã 18. Tiếp theo em lên mình mã 19 là một cây tím bướm. Bướm tím. Chiều cao cây là 70, tán ngang là 50, hoành 11. Mã 19 này ha cô chú anh chị. Bao mắt đẹp luôn. Đẹp đẹp mini nè. Dạ. Em Zalo là 160.000 cho mã số 19. Tím bướm. Cây này kẹo bông luôn ha cô chú anh chị. Đang rực rỡ bông luôn. Đó hoa. Mã 20 là mã cuối clip em lên mình là cây tím bướm nữa ha. Chiều cao là 75, tán ngang là 60. Vừa đem đo là hoành 9. Mã 20 tím bướm này em Zalo là 150.000. Vậy đây cũng là cây cuối clip. Em rất cảm ơn các chú chị mình luôn yêu thương và ủng hộ cho những video của em cũng như kênh của anh Liêm. Hẹn gặp lại với cô chú những video tiếp theo. Rồi, cảm ơn Như Ý nha. Mến chúc bà con mình xem clip thật là vui vẻ nha. Bà con nào có nhu cầu thì liên hệ với số điện thoại Như Ý bên góc phía tay trái màn hình để giao lưu những cái lô hàng nhỏ gọn sỉ như thế này. Rất là giá rất là rẻ luôn nha bà con. Rồi, cảm ơn bà con. Hẹn gặp lại bà con những clip tiếp theo. Và nhà vườn của Như Ý còn rất là nhiều luôn. Cây nhỏ gọn có, tầm trung cũng có luôn. Bà con đến tận vườn thì giá nó sẽ rất là rẻ luôn nha bà con. Bye bye bà con nha. Hẹn gặp lại bà con ạ.